Hôm nay giới thiệu để các bạn một cái amply đến từ Anh, thương hiệu nổi tiếng đó là Cambridge Audio, model là 640A. Hôm trước mình đã bán giới thiệu cái con 340SEA rồi, thì cái con 640 là đời cao hơn nha. Nó có đời 340, 540 và 640 nữa. 640 này thì nó công suất tiêu thụ rất lớn, đến hơn 600W. Công suất ra loa của nó thì đối với loa 4 ohm là được 300, đối với loa 8 ohm là được 200. Cũng rất là lớn nha. Các bạn tha hồ mà đánh với những dòng loa công suất lớn như là Rebeller, Clip hoặc là BNW nha. Dòng này thì nó có chỉnh được backtrack, rất là phù hợp cho các bạn là thích nghe nhạc vàng, thích thêm gia vị vào cái phần nghe của chúng ta. Nhiều cái amply châu Âu thì nó không có chỉnh backtrack, thì nhiều bạn nghe nhạc vàng là cứ than là không chỉnh được, thì nhiều lúc nghe nó cũng hơi bị tối tiếng, thì con này chỉnh được nha. Cái chức năng direct lên đó, các bạn bấm vào thì không chỉnh được backtrack nha. Mặt tiền còn rất là đẹp, mặt lưng cũng còn ok. Bên trong nó thì bạn có thể thấy là nó chạy cái tăng vô nguồn là tăng vô xuyến, tăng vô tròn. Cái tăng vô nguồn cũng của hãng Cambridge Audio luôn, rất là đẹp, cực kỳ đẹp, màu bạc rất là sang. Nó chơi được hai cặp loa, chơi được biên quay luôn nha các bạn. Nguồn điện của nó là chúng ta sẽ chuyển nó được 115 và 220. Nếu các bạn muốn 220 thì các bạn mở cái này ra gạt qua. Mình là đang để 115 nha. Các bạn để 115 mà chúng ta gạt qua 220, chúng ta chưa gạt qua 220, các bạn cắm nó vẫn cháy nha. Mà các bạn để 220 chúng ta cắm 115 thì nó không hoạt động. Các bạn nói chung là chúng ta phải đồ làm cho đúng nha. Công suất tiêu thụ là 700W, công suất ra loa là 300 cho loa 4 ohm và 200 cho loa 8 ohm. Nó đánh được từ 4 đến 8 ohm nha. Đánh gắn theo cụm nha các bạn. Một cụm vậy là bên này là A, cụm bên này là B. Các cái cổng vào nó có CD, AUX, DVD, Thinner, Red Out, Tape. Rồi, một cái amply Anh Quốc đáng chơi, cực kỳ hay so với tầm giá. Và giá của nó thì 8 triệu thôi các bạn. Như bạn hỏi tại sao công suất tiêu thụ 700 mà công suất ra loa nó ít vậy? Tại vì con này chạy class AB nên nó công suất tiêu thụ nhiều, nhưng mà nó chạy vào các linh kiện này nó nén cho cái hiệu suất của nó cao, công suất ra loa nó không được nhiều, nhưng mà bù lại là chúng ta nghe được cái chất âm rất là tuyệt vời. Bạn nào có nhu cầu nhớ liên hệ mình với giá 8 triệu. Và đừng quên là bên mình có bán USB và ổ cứng dép sạc nha. Một USB là 128GB, 85.000, còn một ổ cứng là 1.000GB, giá là 2 triệu. Nếu như các bạn mua thì sẽ được bao ship trong thành phố nha. Trong nội thành thì mình sẽ bao ship con này. Bây giờ mình test nhạc các bạn. Và đừng quên đăng ký để không bỏ lỡ video mới nhất đến từ kênh Nguyên Hồng Audio. Các bạn nhớ nha, con này mình đang để điện 115 nha. Nếu các bạn mua mà muốn chỉnh lại 220 thì mình sẽ chỉnh dần dần. Phía sau mình sẽ gạt qua 220 thôi. Tại sao hứa ca bài ca sầu nhớ?
Trần mưa bay dấu.